Yo, Irasamase, hôm nay chúng ta sẽ nói về Jägermeister. Jägermeister là một loại rượu mùi thảo mộc có xuất xứ từ Đức và Kosmat, sinh năm 1897, mất năm 1970, là cha đẻ của Jäger. Năm 1918 thì ông đã được thừa kế nhà máy chưng cất giấm của cha mình, lúc đấy ông mới 21 tuổi. Lúc này thì công ty gặp nhiều biến cố, sau đó thì Kurt chuyển hướng sang kinh doanh rượu vang. Với niềm đam mê về rượu của mình cũng như sự am hiểu của cha ông thì Kurt đã nghiên cứu và thử nghiệm điều chỉnh công thức nhiều lần. Chính xác là sau 12 năm nghiên cứu, ông đã cho ra đời Jägermeister với 383 lần thử nghiệm và thành công vào năm 1934, lúc ông 37 tuổi. Góp mặt vào sự thành công của Jäger thì có Sidney Frank là chủ tịch của một công ty nhập khẩu rượu ở Mỹ. Ông đã quảng bá Jäger ở thị trường Mỹ vào những năm 1980, tập trung vào giới trẻ thanh niên cũng như là sinh viên như một loại rượu dành cho các buổi party. Và sau đó thì Mars có một loại công ty của Frank. Tất nhiên là từ thị trường Mỹ thì nó phủ sóng toàn thế giới. Về thành phần thì Jäger được làm từ 56 loại thảo mộc như là cam thảo, hồi, bách xù, vỏ cam, quế, nghệ tây, vân vân. Có một tin đồn là có máu hươu ở trong Jäger, công ty khẳng định là đấy chỉ là một truyền thuyết. Tuy nhiên là ngày xưa có hay không thì không ai biết. Ok, toàn bộ nguyên liệu sẽ được nghiền nhỏ rồi ngâm với rượu trong khoảng vài ngày, sau đó được lọc kỹ lại rồi chuyển vào thùng gỗ rồi ủ trong một năm, rồi lại được lọc tiếp một lần nữa và mới cho thêm các chất điều màu, điều mùi, điều vị như là đường, caramel và cồn thực phẩm. Ngoài ra thì Jäger có khuyến cáo là nên dùng sản phẩm đã được ướp lạnh xuống nhiệt độ âm 18 độ để có trải nghiệm tốt nhất. Lúc này thì rượu sẽ sánh lại và mượt mà hơn nhiều. Về label, ngoài niềm đam mê về rượu thì Kurt Smart còn là một thợ săn đầy nhiệt huyết. Đây là truyền thống săn bắn có hàng thế kỷ ở nơi ông sống. Và ông đã đặt tên loại rượu của mình là Jägermeister, dịch theo nghĩa đen của tiếng Đức, có nghĩa là bậc thầy thợ săn. Về linh vật con hươu của Jäger thì con hươu vừa thánh giá ở giữa hai sừng là một truyền thuyết của các thợ săn. Nó sẽ xuất hiện để trừng phạt những thợ săn thiếu văn minh. Ngoài những label truyền thống và những label để phân loại Jäger ra thì còn những label khác đặc biệt hơn như là kết hợp với các nghệ sĩ hay là có liên quan đến một sự kiện lớn của thế giới. Những phiên bản Jäger khác ngoài thị trường, chúng ta sẽ có Hot Ginger, tạm gọi là người chơi hệ trái. Cái này nhấn mạnh vào vị cay của gừng. Và nếu như ướp lạnh xuống âm 18 độ thì nó có cảm giác thú vị là uống vào thì lạnh nhưng hậu vị lại nóng. Cool Brew Coffee là sự kết hợp giữa hương vị truyền thống và cà phê Arabica rang đậm cộng một chút cacao và chocolate. Manifest, đây là một loại có trải nghiệm thú vị và hoàn toàn mới với mùi vị gia vị nướng, bạc hà, chocolate, vani nhưng hậu vị lại có mùi gỗ. Spicy, đây là một phiên bản đặc biệt trong mùa đông với chủ đạo là hương quế và vani. Cuối cùng là Cool Back, vẫn là hương vị truyền thống nhưng điểm đặc biệt của dòng này là ở vỏ chai, được làm bằng chất liệu đặc biệt của hãng, thế nên nó giữ được lạnh rất lâu, thích hợp cho những buổi đi dã ngoại. Và đấy là những gì cơ bản về Jägermeister. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.